sổ kế toán thì căn cứ theo quy định của luật kế toán số 88 cuối kỳ khi khóa sổ kế toán các bạn có thể chọn một trong hai cách sau đây một là các bạn in sổ ra bằng giấy ký tên đóng dấu gấp lai like và lưu theo quy định trường hợp thứ hai các bạn có thể chọn giải pháp là lưu sổ kế toán trên phương tiện điện tử nếu các bạn lưu sổ kế toán trên phương tiện điện tử thì các bạn phải đảm bảo lưu trữ theo đúng quy định của luật kế toán và cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh kiểm tra căn cứ vào sổ kế toán mà chúng ta lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật